Ngày 24 tháng 9, ông Trần Ngọc Hùng, trưởng thôn La Chợ xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, Nam Định, cho biết, sau khi thông tin về bé trai bị bỏ rơi tại chùa La Chợ được đăng tải rộng rãi, người thân của bé sinh sống trong miền Nam đã đến chùa xin nhận lại cháu. Sau khi làm các thủ tục xác minh nhân thân, cháu bé được người nhà đón về nuôi dưỡng, ông Hùng cho hay. Như Ne đưa tin, khoảng 19 giờ, ngày 22 tháng 9, nhà chùa La Chợ phát hiện một bé trai cao khoảng 75cm, nặng khoảng 10kg bị bỏ rơi trước cổng chùa. Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa La Chợ. Khi phát hiện, bên cạnh cháu bé có một ba lô đỏ đựng quần áo, một đôi dép màu hồng, một hộp sữa bóc dở, một mẫu giấy nhỏ có ghi, tôi xin được giấu tên. Tôi sinh được bé trai sinh ngày 16 tháng 8 năm 2018. Vì tôi không nuôi được nên gửi nhờ nhà chùa nuôi cháu hết đời. Tôi không dính dương gì hết. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đến tìm hiểu sự việc, đồng thời thông báo tin tức về sự việc lên loa phát thanh của xã để mọi người biết và mong bố mẹ cháu sớm quay lại chùa đón cháu về nuôi.